Chí Minh. Thì hiện tại bây giờ là trời đã sắp sáng rồi, nhưng mà các bạn có thể thấy là xung quanh chúng ta còn rất là đông các cổ động viên của Việt Nam để đang có mặt ở đây để ăn mừng chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Bởi vì nhưng mà theo Mr. Tao quan sát thì không có một cái sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt của tất cả mọi người cả. Bởi vì Mr. Tao nghĩ đây là một cái điều chiến thắng thật sự là lớn lao, và cảm thấy là tất cả mọi người đều rất là hào hứng, cho nên không một ai cảm thấy mệt hết. Và bây giờ Mr. Tao sẽ hòa chung cùng không khí đó, và Mr. Tao sẽ đi bảo cùng tất cả mọi người ở đây cùng nhau đi nào.